Rồi, xin chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị được sức khỏe ha. Hôm nay lên vài cây siêu mini nghe cô chú anh chị. Nó nhỏ rồi ha, cây này thì nuôi chậu, nằm chậu lâu rồi riết cho nó vậy nè. Đó, cô chú anh chị thấy ha, này cây mai chiến thủy nghe cô chú anh chị, mới bẻ kẽm lên nè. Đó. Về cô chú anh chị nuôi thêm ha, đó, viên cây sâm hương ha. Thì mấy cây này thì nó nằm chậu thần hết rồi nghe cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị xem nè. Nằm thần hết rồi ha, rút lên được luôn á, rễ không à. Nè cô chú anh chị xem nè, o rễ nè ha. Thì này về cô chú anh chị chỉ chăm thôi ha, o 150 cặp nha cô chú anh chị, mã số 1 ha. Rồi mã số 2 cây mai thủy tông cao nè cô chú anh chị thấy nè ha, cái gang tay ha, o nó có cành lá nè. Thì này về nuôi thêm nha cô chú anh chị, o trắng bóc ha cô chú. Đó, với cây nhỏ này ha, với cây ba sen nè, cây này chậu nhỏ ha cô chú anh chị. Đó, cặp nè, cặp mã số 2 ha cô chú anh chị, 150k luôn nha, 150k. Đó, cái xương nữa thì nói chung nó cũng hơi lớn lớn ha, này nuôi thả thả cái cô chú anh chị cắt cút nữa ha. Rồi mã số 3 cô chú ơi, sâm hương nghe cô chú anh chị. Thì mấy cây này thì nó đã thần chậu hết rồi ha, nuôi nằm chậu lâu quá rồi. Ờ, dưới cây mai chiến thủy nè, thì cây này thì nói chung thì nó dáng nó bay ha, cũng đi kẽm nhẹ rồi. Cô chú anh chị về nuôi thêm ha. Chậu nhỏ nha cô chú anh chị. Đó, 150k mã số 3 luôn nghe cô chú anh chị, 150k mã số 3. Rồi mã số 4 cặp sâm hương luôn cô chú ơi, mã số 4 cặp sâm hương luôn ha. Này thì về để bàn làm việc là ok nha cô chú anh chị. Ồ, để bàn làm việc là ngon lành ha. Ồ, mã số 4 ha, nghe cô chú anh chị, 150k luôn cặp sâm hương ha. Còn cây này quá đẹp luôn, không ai lấy ha cô chú anh chị, chậu sẵn hết rồi. Ồ, bàn kính mít ha, này về nuôi để bàn làm việc đồ là ok, sâm hương mà để trong mát thì nó cũng được nghe cô chú anh chị. Đó, 150k luôn nghe, mã số 5 nghe cô chú anh chị, 150k. Đó, rồi mã số 6 luôn cô chú ơi, cây dâu ha, cây dâu nghe cô chú anh chị, này nó có trái luôn nha, về nuôi là nó có trái luôn ha. Đó, cây dâu nghe cô chú anh chị, viên cây mai chiến thủy. Cây này thì nói chung đẹp mà không có ai xài cô chú ơi. Ồ, một cặp nghe cô chú anh chị, cây dâu cây mai chiến thủy ha, 150k luôn nghe cô chú anh chị. Ồ, 150k luôn ha, cây dâu với cây mai chiến thủy nghe cô chú anh chị. Rồi cái clip tới đây cũng xin chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị được sức khỏe. Ủa, có cái cây này mà nuôi hoài nuôi không xong cô chú ơi. Nè, cô chú anh chị thấy nè ha, hoành nó bự ha, nuôi hoài luôn cô chú ơi mà không xong á, không xong cây. Ở, có ai chơi mai vàng không cô chú, cái này ghép cúc mà, cây này ghép cúc nghe cô chú anh chị. Ồ, ghép cúc ha, chậu siêu nghe, cái này mà nó lên bông một cái ha cô chú anh chị, nhìn thấy đẹp lắm ha, này là lên bông là ok ha chú anh chị. Được hai cây nhỏ nhỏ này ghép cúc không cô chú ơi, với cây này nữa. Ủa, cái này thì quá dị rồi cô chú ơi, cái này thì nói chung cũng cộng rễ hay gì đó con làm ha, nó có cục như tẩu thuốc nghe cô chú anh chị. À, cũng ghép cúc cô chú, cúc 36 cánh bông đẹp lắm ha, chung bông đẹp mới ghép vô ha, quá dị lắm chậu. À, nhìn quái lắm cô chú ơi, nhìn ngoài giờ quái lắm ha. À, cục luôn ha cô chú anh chị, đây trên đây đừng cục luôn ha. Rồi cái clip tới đây cũng xin chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị được sức khỏe.